Xin chào mọi người, em phát lại livestream nhé. Cái livestream vừa rồi nó bị mất mạng, mất tín hiệu, cái mạng nó kém. Bây giờ em phát lại nhá. Em quay cho mọi người cây hoa hồng cổ Sapa, hàng quái vật quái thú đấy ạ. Cây cực kỳ đẹp luôn, tán con này 2 mét nhá. Tán 2 mét đây là tán đã xén rồi đấy ạ. Răm cực kỳ dày, về các bác mua hàng này về là hàng đã xén tán rồi. Về các bác chỉ việc xuống hạ thổ dưới đất thôi, vì mình không phải can thiệp gì nữa. Bởi vì hàng này nhà em đã xén tán rồi. Mọi người nhìn cái răm của nó dày lì nhá. Răm của nó dày lì, về mọi người không phải xén tán nữa. Nó không phải hàng hàng tán nêu nghêu, mà hàng nó là hàng răm tán dày rồi. Bác nào quan tâm cây này thì nhắn tin vào Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210. Hàng răm tán cực kỳ dày nhá. Riêng cái lô này răm tán dày và tròn luôn. Tán nó tròn và dày chứ nó không phải tán nêu nghêu. Có lô tán to nhưng mà tán nó nêu nghêu. Riêng lô này tán cực kỳ dày răm này. Mọi người nhìn răm nó dày lì luôn. Hàng này hàng đã xén tán nhá. Hàng đã xén tán, bây giờ mới đang bật ít mầm này này. Cái mầm này không đáng kể, về mọi người cắt các cái mầm đi là ok. Răm tán dày lì nhá mọi người nhá. Răm tán dày lì, và cây này gọi là cây quái thú quái vật luôn. Cây này gọi là em cổ Sapa, hàng quái thú quái vật. Con này nó đẹp đẹp lạ, độc lạ luôn. Dáng nó không phải dáng, không phải thẳng tắp, mà dáng là dáng cong, dáng nong nha các bạn nhá. Thân nó xù xì này, dáng nong cây là cực kỳ đẹp luôn. Cây này các bạn vào cái bể vuông 1 mét này đẹp xuất sắc luôn. Cây này nếu nói thật, nếu mà vào rơi vào tay thợ nhá, rơi vào tay thợ cây này các bạn đi bán hơn chục triệu luôn, tầm 15 20 triệu cây này luôn. Cây này vừa rồi em vừa đo vanh gốc nhá. Cây này em vừa đo vanh gốc là cái phần vanh củ này. Phần vanh củ của nó là vanh 26. Vanh củ này này, vanh củ phần này là vanh 26 và phần vanh này là vanh 18. Vanh cổ là đo cách đây là khoảng 7 đến 10 phân thì nó vanh 18, còn đo sát gốc nhá. Đo sát gốc là vanh của nó là vanh 26. Về các bác cứ lấy thước đo đúng đủ chuẩn kích thước luôn, các bác lấy thước các bác đo. Dáng nong, dáng rất là cong này, cây xù xì này, cây cực kỳ già, cây hồng cổ Sapa này, cây cực kỳ già cây. Bác nào chưa biết hoa mặt hoa cây hồng cổ Sapa, các bác lên mạng tra Google cái mặt hoa hồng cổ Sapa nhá. Hoa của nó cực kỳ đẹp luôn, là một trong những bông hồng mà hoa đẹp nhất luôn. Và bao năm nay rồi nó chưa bao giờ, cái hoa của nó chưa bao giờ bị lỗi mốt. Nó vẫn là cái dòng hot hit. Có bao nhiêu cây là cũng hết. Thân cong dáng nong nhá, thân cong thân dáng nong ạ. Và cây này em bán giá cực kỳ rẻ, giá cực kỳ hợp lý nhá, sale trong mùa hè này. Giá chỉ 3.5 triệu cái này nhá các bác nhá. 3.5 triệu. Có 3,5 triệu cái này thôi, cây này cây giá chỉ có 3.5 triệu. Cực kỳ xuất sắc. Vanh 25 26 đo sát gốc, mà đo cách gốc 10 phân là vanh 18. Tán dày lì như này luôn. Màu hoa của nó màu hồng đậm. Hoa của màu hồng đậm. Đây là hoa chưa lở nhá. Cánh nó đang bị hơi bị cháy, hơi bị cháy lắng một tí. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình, gửi vào Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210. Trong vườn có hai cây đồng giá là 3.5 triệu hai cây đẹp. Em sẽ quay cái này xong em quay một cây nữa. Xuất sắc luôn đấy ạ. Xuất sắc luôn nhá. Đây là hàng dưới đất, nếu các bác mua hàng thì các bác cọc tiền thì em sẽ cho thợ đánh đôn đảo cây. Đôn đảo thời tiết này đôn đảo khoảng 10 đến 15 ngày là các bác lấy cây được ạ. Đôn đảo 10 đến 15 ngày là các bác là giao cây được cho các bác ạ. Ai quan tâm cây này thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại của em là 0911 451 210 cho em. Ai quan tâm cây này thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451 210 ạ. Cây rất là đẹp và rất là xuất sắc luôn nha mọi người nhá. Cây đẹp luôn này. Đẹp nhức nhối lòng người luôn. Đẹp nhức nhối và đẹp đau đáu lòng người luôn nhá. Cây tiếp theo này. Hàng này em bán 3.5 triệu nhá. Ở trong vườn có hai cây 3.5 triệu, còn lại là chỉ có 3 triệu thôi. Cây này là cây đẹp này. Tán to dã man luôn. Đây ạ, cây này rất là đẹp luôn này. Cây này lùn nhưng mà đẹp nhá, lùn đẳng cấp nhá. Lùn đẳng cấp luôn đấy ạ. Tán to, con này tán tầm 2 mét rưỡi, tán to luôn. Cái này về các bạn làm khung nhá, các bạn có thể thấy cái tán hơi nghiêng một tí, nhưng không vấn đề gì. Về đây mọi người lấy cái tay mọi người kéo cái khung ra nhá. Kéo cái khung dàn đều ra là sẽ được một cây tán tròn vo luôn. Vì cây nó kiểu nghiêng, hơi nghiêng lệch một tí, mọi người lấy cái làm cái khung sắt. Bẻ nó lại là cây nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cây rất là đẹp, đang mầm lụ chi chít nhá, cực kỳ khỏe luôn. Cây cực kỳ khỏe luôn và hoa tông màu hoa của nó đây ạ.
Hồng cổ Sa Pa là một trong bông hồng hoa đẹp nhất, bán chạy nhất bao nhiêu năm nay vẫn là số 1 năm màu ăn luôn. Bán chạy nhất trong tất cả các tông màu. Bởi vì cái tông màu của cái hồng cổ Sa Pa, tông màu màu sắc của nó màu hồng đậm và màu sắc của nó rất là tươi sáng bắt mắt. Ai quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại của em là 0911 451210 thôi em. 0911 451210 ạ. Em đo này. 20 này. Cái này thoát 45cm nhá. Thoát thân 45cm từ đây đến đây là 45 phân này. Và vanh vừa lấy em đo vanh từ vanh gốc của nó sẽ là vanh 21 nhá. Cái này vanh gốc của nó là vanh 21 các bạn nhá. Vanh 21 ạ. Một vòng tay này. Vanh là cái gì? Vanh này chính là chu vi. Cái vòng thân này nó là vanh 21. Và nó thoát thân là 45cm nhá mọi người nhá. Ai quan tâm thì nhắn tin qua Zalo. Số điện thoại của mình là 0911 451210. Cái này cực kỳ xuất sắc luôn. Bán 3 triệu rưỡi là quá rẻ luôn đấy mọi người nhá. Phải nuôi 6 năm được cây như này đấy ạ. Đây là đang sale thanh lý hồng cổ đấy ạ. Giá là giá sale lợn chết luôn. Cây này đang định dành cho anh khách ở Hải Dương đây này. Anh khách ở Hải Dương anh bảo chọn cho anh một cây thoát thân cao. Tán to là tán to đẹp mà được. Đây ạ, em đang định phần cho anh cái cây này. Cây này em đang bán với giá là 3 triệu này. 3 triệu cây này nhá các bác nhá. Tán rất là to sum và tán nó tròn, răm nó dày nhá. Nhiều cây tán to nhưng mà răm nó không dày, không răm nó không dày, tán răm thưa. Nhưng riêng cây này thì răm của nó cực kỳ dày, răm nó dày lì luôn đấy mọi các bác nhá. Răm dày lì luôn. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại của em là 0911 451210 ạ. cây cực kỳ xuất sắc, cực kỳ xuất sắc luôn nhá mọi người nhá. Xuất sắc luôn đấy. Dùng một từ là đẹp đau đáu lòng người luôn. Gốc của nó đây ạ. Gốc của nó bằng 3 đầu ngón tay của em chập lại nhá. Vanh của nó bằng 3 đầu ngón tay của em chập lại này, em đo này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này. Cái này thoát thân là 1 mét nha các bác nhá. Thoát thân là 1 mét ạ. Giá của cái này chỉ có 3 triệu nha mọi người nhá. Đây là hoa hồng cổ Sa Pa, một trong những bông hồng hoa đẹp nhất. Ví dụ như cây này các bác đến ngày vỗ hoa của nó phải tầm vài trăm bông hoa trên một cây luôn. Vận chuyển sao? Vận chuyển thì em, các bạn ở miền Bắc thì em ship xe tải ra tận nhà. Còn miền Nam thì các bạn ấy sẽ nhận hàng tại quốc lộ 1A. Còn miền Tây Nguyên các bạn sẽ nhận hàng dọc quốc lộ 14. Anh Phong Trần Vân ơi, nếu mà anh mua hàng thì anh inbox vào Zalo, em sẽ tính cước vận chuyển cho anh nhá. Xem anh ở khu vực nào, anh ở khu vực nào của Việt Nam ấy, phải tìm em mới báo cước vận chuyển được. Bởi vì căn cứ theo mình đang ở đâu ấy. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451210 nhá. Hàng này nhà em là hàng răm tán cực kỳ dày. Răm tán cực kỳ dày. Gia Lộc Hải Dương. Gia Lộc Hải Dương cước của cây này là 400k nhá. Gia Lộc Hải Dương cước cây này 400k, nếu anh mua hàng em hỗ trợ cho anh 50% tiền cước vận chuyển, còn 200, còn 200k còn nhà vườn sẽ hỗ trợ 200k. Cây này rất là to, tốn nhiều diện tích nhá, bởi vì tán nó rất to, tán của bọn này nó đặc tính là tán nó to và nó dày răm như này thì nó không gò được tán nhá. Không gò được tán, phải gò nó sẽ gãy tán, nó phải để gần như chỉ hơi hơi gò hơi hơi thôi, để nguyên như này. Để gần như để nguyên như này chỉ gò được hơi hơi, không gò được tán, gò nhiều nó sẽ gãy. Không gò được tán nhá, nên là đi nó rất là tốn cước vận chuyển, ví dụ một xe tải thì chỉ chuyển được khoảng 2 cây này thôi. 2 hoặc 3 cây này một chuyến xe thôi, mà một chuyến xe sang Hải Dương thì 1 triệu một chuyến rồi. Cái cây này tối đa được 3 cây thì cước ở cây này khoảng tầm 400. Đi đơn lẻ nữa, cước ở 4 đến 500 thì có thể nhận anh cước 200 ở đâu nhà vườn hỗ trợ nhá. Những cái đơn nào ở xa thì bọn em sẽ hỗ trợ khách một tí chút xíu. Nếu mà anh mua hàng thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451210 nhá. Cây này ngang tán của nó đã là 2 mét rồi. Ship về Ngọc Thị Long Biên lên tầng 2 giá bao nhiêu em? Ngọc Thị Lợ Long Biên này còn B lên tầng 2 à? Ngọc Thị Long Biên thì em có thể ghép xe cho mình cước 300k nhá, cước 300k. B lên cho tầng 2 cước 300k. Cước 300k là giá là nhà vườn hỗ trợ tiền cước vận chuyển cho khách rồi, còn B lên tầng 2 nữa. Cái này nếu mà về Ngọc Thị Long Biên thì là em có thể hỗ trợ mình là cước 300k. Chốt ok anh Phong Trần Vân, nếu anh mua hàng thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451210 nhá. Anh ưng cái nào thì chụp ảnh màn hình cái đó lại cho em ạ. Anh ưng cái nào thì nhớ chụp ảnh tầm màn hình cái đó lại cho em ạ. Nát anh xem lại video nhá, xem anh ưng cái nào thì chụp ảnh màn hình lại cho em nhá. Cái này vanh vanh gốc của nó, phần vanh củ này.
Vanh củ con này phải vanh 18 đến 20. Phần củ này vanh 18 đến 20, còn phần này là khoảng 16. Phần này khoảng 15 16 ạ. Em chụp anh gửi Zalo cây này. Ok. Anh Phong Trần Vân ơi, em không biết Zalo của anh là như nào đâu. Anh nhắn tin cho em nhá. Anh nhắn tin, anh nhớ nhắn tin vào Zalo cho em. Zalo của em là 0911451210 nhá. Zalo của em là 0911451210. Cây này cực kỳ tán, cực kỳ to, dày và đẹp nhá. Cây này trong vườn em còn nhiều cây lắm. Em phát like thì bây giờ các bác cứ ưng cái nào các bác chụp ảnh màn hình cái đó lại cho em. Hoặc là các bác cứ nhắn tin qua Zalo nát em quay xong like xong em sẽ gửi ảnh lại cho mọi người ạ. Có rất nhiều cây đẹp luôn. Rất nhiều cây đẹp và cây quái luôn ấy. Cây tiếp theo này. Bọn này nó to sàn sàn đều nhau nhá. Cây tiếp theo đây ạ. Hàng này em là hàng đã cắt. Hàng nhà em là hàng đã xén tán nhá mọi người nhá. Hàng đã xén tán nên răm nó rất là dày. Răm nó rất là dày và to. Chứ nó không phải hàng mà cành quyết lè xòe xong là đến khi cắt tán đi là chẳng còn được bao nhiêu tán. Bởi vì hàng này nhà em là hàng đã xén tán rồi. Có những cây nó to, nó cành lá lè xòe nên cảm tưởng nó tán nó dày, nhưng khi mọi người mang về nhà mọi người cắt cắt tỉa tán đi là tán nó không còn bao nhiêu cả. Nhưng hàng là nhà em là hàng cái khung, đây là khung rồi. Vì tán mà em đã sửa đi nó có bộ khung rất là to. Nó rất là to. Đây đây chính là màu hồng đấy anh. Có màu phấn hồng ạ, có màu phấn hồng. Nát em quay cho. Bộ khung này rất là to luôn nhá. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em. Ơi, quay sang mặt em làm gì đây? Số điện thoại em là 0911451210. Cây nào cũng đều đẹp như nhau hết, vanh gốc nó to đều nhau hết nhá. Hồng cổ Sapa là một trong những giống hồng cổ cực kỳ đáng trồng nhá. Các bác mua hàng này thì các bác nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Hàng này là hàng đất thì là em sẽ làm bầu. Ví dụ các bác chốt cọc trong tối ngày hôm nay này thì sáng mai em sẽ bố trí thợ đôn đảo cây. Đôn đảo cây sau 10 ngày sau bắt đầu nó sùi rễ là em sẽ giao cho mọi người, thì mọi người trồng sẽ đảm bảo sống 100% luôn. Em đo này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 90 phân này. Cây này thoát thân 90 phân nhá mọi người nhá. Thoát thân 90 phân và vanh gốc của nó đây ạ. Vanh gốc của nó đây ạ. Vanh gốc này khoảng 16 nhá mọi người nhá. Vanh gốc con này khoảng 16, thân nó cực kỳ đẹp này. Em quay sát thân này. Đấy. Thân đẹp, thân to luôn chứ không phải hàng thân nhỏ đâu nhá mọi người nhá. Thoát 90. Cây thẳng đẹp luôn ạ. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911451210 cho em. 0911451210. Hồng cổ Sapa là một trong những bông hồng mà nổi tiếng nhất, bán chạy hàng nhất và giữ giá nhất trong tất cả các loại hồng luôn. bao nhiêu năm rồi nó chưa vào bị lỗi mốt. Cây tiếp theo này. Cây nào đẹp em sẽ bán trước, cây nào mà chưa đẹp thì giữ lại vườn. Khi nào nó đẹp thì mình bán sau ạ. Cây tiếp theo này. Anh Quang Trường ơi, em có hồng phấn cổ, lát em quay hồng phấn cổ cho anh. Đây là hồng cổ. Lại quay sang mặt em. Hồng cổ Sapa tông màu nó sẽ như này, như bông này là nó nở sắp tàn rồi. Mọi người nhìn cái cánh nó úa, nó nở sắp tàn rồi. Còn lúc mà nó nở rộ lên thì màu nó màu hồng rất là đẹp và tươi sáng luôn. Là một trong bông hồng mà bán chạy nhất luôn đấy ạ. Cây nhà em thì mọi người nhìn cái bộ khung nhá. Nhà em đã sửa, đã xén hết cả tán hết rồi. Mọi người nhìn là đây là hàng đã xén, đã sửa nhá. Mọi người nhìn cái đầu cành này, bây em cắt hết đi rồi. Đây ạ. Cắt tỉa hết đi rồi. Đây là đầu cành nhá. Cái bộ khung của nó rất là to. Hàng này hàng đã xén chứ không chưa phải là hàng, không phải hàng lè xòe nhá. Hàng lè xòe ví dụ nhiều nhà người ta để cho cành nó lè xòe, khi về mọi người mang về nhà mọi người xén tán thì nó không còn bao nhiêu cả. Còn đây là hàng bộ khung của nó rất là dày luôn. Hàng bộ khung này rất là dày. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình cho em này. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911451210. Cây này có bộ khung rất là đẹp luôn. Bộ khung rất là đẹp, tán mà nó tán nó tròn lung lúc luôn. Quay các phía thì tán nó đều dày đẹp như nhau. Đấy, mọi người nhìn này, quay các phía tán nó đều dày đẹp như nhau. Một cây rất là khỏe, nó đang bật rất là nhiều răm luôn. Nó đang bật rất là nhiều mầm, nhiều lộc mới. Em mọi người nhìn này, cây này em quay, cây là nó đang ở vị trí nó rộng rãi, quay được nhiều phía thì em quay cho mọi người đây này. Cây nào cũng thế nhá, cam kết cây nào tán cũng tròn nhá. Không một cây nào tán nét cả. Nhà em không một cây nào, cái nô là nhà em không một cây nào tán nét nhá mọi người nhá. Đây ạ. Em bán giá chỉ có 3 triệu một cây mọi người ơi, 3 triệu một cây thôi. Em lấy thước em đo thử cái vanh nhá, cho nó khách quan. Ông cứ miêu tả vanh bằng miệng các bác lại không hiểu, không biết là vanh bao nhiêu. Em đo thoát thân trước này. 20 này, 40 này, 60 này, 80, thoát 90 phân. Từ đây đến đây thoát 90 phân, cây này phải nuôi 5 năm mới được cây này mà bán có 3 triệu một cây, quá là rẻ luôn.
Đây là mọi người nhìn cây nó rất là khỏe này, nó mọc được lên các cái mầm như này. Từ gốc này là sau lại được một cây chi này, bọn em phải chiết ra nhá. Đây là bọn em phải tiến hành chiết cành như này. Sau lại từ chỗ này là cắt đi, cắt cái này cái cành này đi lại được một cây chi này, lại được một cây chi, sau này mình lại mang ra đất mình trồng này. Cây nó rất khỏe thì nó mới lên được những cái mầm như này nhá. Cây rất khỏe nên nó mới phọt lên những cái mầm đẹp như này. Đấy, cây này những cái mầm này sau này bọn em lại trồng ra lại được một cái cây chi một thân. Đấy. Giá em bán là 3 triệu một cây thôi mọi người ơi. Bác nào ưng thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 thưa em. Em đo nhá. Đây là thước này, thước này ạ. Đo cho thực tế. Vanh 16 này. Vanh 16 nhá các bác nhá. Vanh 16 ạ. Anh ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 thôi em nhá. Cây này cực kỳ xuất sắc luôn đấy ạ. Cây này tán đẹp. Thân đẹp tán đẹp luôn ạ. Thân đẹp đấy, thân thẳng tắp luôn này. Thân đẹp tán đẹp nhá. Cây khỏe ạ. Răm đầy lì luôn. Ok anh Phong Trần Vân nát em gửi ảnh em báo giá nhá. Cây này cực kỳ đẹp này, răm dày lì này, các bác nhìn răm của nó này, răm dày lì nhá. Thân đẹp tán đẹp đấy ạ. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. Xong cái này nhá. Em quay cây tiếp theo này. Đây. Nói chung là cây nào cũng răm dày, quan trọng là mình thích cái nào thôi. Để mỗi một cái mắt người lại một sở thích khác nhau ấy. Đây ạ, cây này răm dày lì này. Cây nào cũng răm dày lì và tán tròn xoe nhá. Cây nào cũng răm dày và tán tròn, tán nó không bị khuyết tán. Tán không một cây nào tán khuyết tật cả nhá các bác nhá. Nhiều cây là tán nó sẽ bị khuyết tật đấy, nếu mình không để ý là sẽ mua bởi cây nó sẽ bị lệch tán. Này cây này đẹp chưa? Mấy hôm nữa thôi, mấy hôm nữa nó lở hoa, nó rộ hoa nhá. Cái vườn này nó đang cây rất là nhiều lụ luôn, nó đang bật vừa mới xén tán nó đang bật bật lại mầm. Mấy hôm nữa khi mà hoa nó lở rộ lên thì đẹp xuất sắc luôn. Em bán giá chỉ có 3 triệu một cây các bác ơi. Thân thẳng tắp này. Thân to đẹp thẳng tắp luôn này. Ai mua hàng thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 ạ. Em đo này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. 1 mét này. Đây là thoát thân từ đây đến đây là 1 mét nha mọi người nhá. Thoát thân là 1 mét đấy ạ. Đây, tán dày răm dày lì nhá. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 nhá. Em quay cây khác thôi. Cây nào cũng đẹp luôn. Cây nào cũng thân to đẹp, vanh dao động từ 16 đến 18. Vanh gốc dao động từ 16 đến 18. Hàng này nhà em các bác mua hàng thì các bác cọc tiền cho em, cái này em cho thợ đôn đảo cây khoảng nửa tháng sau các bác nhận hàng. Cây này thì dành cho bác nào thích cao. Dành cho bác nào thích cao cao thanh thoát thì các bác chọn cây này cho em nhá. Cao và thanh thoát, dáng của nó rất là cao và thanh thoát ạ. Cây đẹp nhá mọi người, nhìn răm tán nó rất là dày. Cây này nhà em phải sửa đi nhá, bởi vì mọi người nhìn là hai cây khoảng cách của nó rất là mau. Tại sao phải bán rẻ đi, hai cây này khoảng cách của nó rất là mau nên phải xén tán đi, không có tán của cây nọ sẽ đâm vào tán của cây kia luôn. Tán cây nọ sẽ đâm sọ vào tán của cây kia. Đây là mọi người nhìn các đầu cành này nhà em đã xén đi rất là nhiều luôn, xén đau đi luôn đấy ạ. Đấy, đây là hàng đã xén tán 100% luôn. Tán nó rất dày răm nên cây nó khỏe và dày răm cực kỳ luôn. Về mọi người chẳng phải xén gì nữa luôn nhá. Như cây này mọi người không cần phải xén gì, chỉ cần cắt những cái mầm đỏ, mầm non này thôi. Đấy. Cây khỏe này. Một cái cây này nó mọi người nhìn cái cây nó mọc được lên từ cái phần gốc của nó, cây rất là khỏe thì nó mới mọc được lên cái một cái mầm nó to mầm mẫm như này nhá. Một cây khỏe đẹp mà nó mới mọc lên là mầm mẫm như này. Vanh sát gốc con này cũng tầm 18 này, vanh sát gốc vanh tầm 18 này. Em đo này, 20 này. 40 này, 60 này. 80 này. 1 mét này, mét mốt này. Cây này thoát thân 1 mét mốt nha các bạn nhá. Thoát thân 1 mét mốt ạ. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 cho em. Giá 3 triệu một cây nhá, đồng giá em bán đồng giá hết ạ. Eo. Mình cái giọng của em ấy nó cứ xả với giọng nó oang 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 lên, nói xong mình kế tiếng của mình nó vang lại mà mình nghe mình còn sợ luôn.
Không hiểu tại sao mình lại có chất giọng nó lại siêu phàm. Đang phát cây thì nó quay sang cái mặt mình. Khổ. Cây tiếp theo đây các bác ơi. Tán sum dày này, cây nào cũng dày răm luôn, dày răm dày tán luôn và hoa đấy ạ. Cây này là cây ở dưới đất đấy nhá. Khi mà em đánh lên trên bờ nhìn nó cảm giác nó còn to hơn như thế này rất là nhiều. Khi đánh lên trên bờ nó còn to hơn như này rất là nhiều nhá. Bởi khi đánh lên nhìn cây nó to lắm. Ở trong vườn này khi quay lên nó chật ấy. Nhìn nó không dọa dẫm, khi đánh lên mọi người biết là nó to, dã man to luôn. Bác nào đang muốn trồng một vài cây ấy, các bạn có thể trồng cây hồng cổ Sapa này, cực kỳ đáng trồng nhá. Cực kỳ đáng trồng. Tầm này các bác trồng mà đến cuối năm sẽ được một cây cực kỳ đẹp luôn. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. 1 mét này. Mét 2 này. Thoát thân 1 mét 2 nhá các bác nhá. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451210 cho em. 0911 451210 cho em nhá. Quay thế thôi nhở, quay thế thôi, không là quay nhiều quá lại loãng. Quay nhiều quá lại loãng, bác nào ưng cái nào thì qua Zalo cho em nhá. Qua Zalo cho em, lát em gửi ảnh cho. Hát hết tiếng rồi. Không đào thì em còn mấy cây ở chậu đây. Em hồng đào trên chậu này. Em hồng đào trên chậu này giá 2.5 triệu này. 2.5 triệu em hồng đào trên chậu này ạ. Là bao gồm cả chậu luôn. Là 2.5 triệu. Cây đẹp xịn sò luôn, thân thẳng lạc luộc luôn, luộc lạc luộc luôn nhá. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451210 ạ. 20 này, 40 này, 60, thoát thân 60 phân. Em xin phép em tắt livestream nhá.